Gặp ứng dụng đào coi Omega thì chúng ta gõ cụm từ Omega Network nhé, ở trong kho ứng dụng, sau đó cài đặt và mở ứng dụng lên. Nếu chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta có thể đăng ký bằng tài khoản Gmail, Facebook hoặc tài khoản Apple nhé. Đây là video để demo cho mọi người. Sau khi tải xong thì mình sẽ mở ứng dụng ra như này và mình sẽ đăng ký bằng Gmail. Chúng ta có thể đăng ký bằng Facebook thì giao diện nó cũng dạng như thế. Nếu đăng ký bằng Gmail thì nhập Gmail, nếu đăng ký bằng Facebook thì chúng ta phải đăng nhập bằng Facebook. Ở đây mình nhập bằng Gmail, mình gõ Gmail sau đó ấn tiếp theo nhé. Lưu ý là chúng ta phải nhớ tài khoản Gmail cũng như mật khẩu Gmail để sau này tiến hành xác minh nhé. Sang ô nhập mật khẩu thì chúng ta nhập mật khẩu, sau đó là chúng ta ấn nút tiếp theo để đăng ký tài khoản. Khi đăng ký xong thì nó sẽ chuyển sang giao diện đăng nhập tài khoản như thế này. Nó sẽ hiện ra ô chúng ta điền thông tin. Ở thông tin full name này thì chúng ta gõ đầy đủ thông tin của họ và tên của mình nhé. Tốt nhất là tên theo các giấy tờ tùy thân để sau này tiến hành xác minh nó dễ. Username thì chúng ta nhập cái username dễ nhớ của mình. Nếu như mà trùng cái username người khác rồi thì ứng dụng nó sẽ báo. Mật khẩu cũng thế, mật khẩu thì chúng ta phải nhập mật khẩu từ 8 ký tự trở lên nhé. Có chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt. Nếu như chúng ta gõ thiếu các tiêu một trong các tiêu chí đó thì ứng dụng nó sẽ báo không thể kết nối được. Ví dụ mình gõ sai đây, nó sẽ báo là không kết nối. Chính vì thế chúng ta phải nhập mật khẩu đủ điều kiện là lớn hơn bằng 8 ký tự này. Có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt, ví dụ như A còng hoặc là gì đấy, dấu sao gì đấy. Sau đó nhấn Confirm nhé. Ở mục này thì chúng ta nên nhập mã giới thiệu để nhận được 20 Omega nhé. Nếu không nhập mã giới thiệu chúng ta sẽ không được 20 Omega. Sau đó ấn Next. Next hoặc tiếp theo đấy. Sau đó ấn Start hoặc bắt đầu. Thì trong tài khoản của chúng ta đã có 20 Omega cộng với lại bắt đầu đào. Khi nhập mã giới thiệu chúng ta còn được tăng tốc giới thiệu lên 25%. Chúng ta nhớ ghi đầy đủ thông tin để sau này tiến hành xác minh nhé. Mã giới thiệu của mình là Vlog Here. Chúc anh em thành công.